chào các bạn đang theo dõi FPT Shop Channel. Có thể nói 2016 là một năm rất thành công của hãng điện thoại Huawei tại Việt Nam với các sản phẩm bao gồm như B9, B9 Lite, GR5 hay là GR5 Mini. Và có vẻ như Huawei đang liên tục chứng minh với nhiều đối thủ khác rằng anh ta là một đối thủ cần phải dè chừng khi chính thức ra mắt chiếc GR5 2017 với rất nhiều nâng cấp về cấu hình, nhưng điểm nổi bật nhất phải là cụm camera kép với khả năng chụp những bức ảnh xóa phông cực kỳ ảo diệu. Cách thiết kế thì không có quá nhiều điểm mới lạ, vẫn là kiểu hoàn thiện từ kim loại nguyên khối, ở trên và dưới là hai dải nhựa dùng làm anten bắt sóng. Vì được làm cùng màu với mặt lưng nên cũng không dễ dàng mà nhận ra được. Huawei GR5 2017 có thiết kế bo cong khá mạnh ở mặt lưng, cho cảm giác cầm nắm rất thoải mái. Ngược lại, bốn góc nhìn từ mặt trước cong nhẹ nên khi nhìn vào thì trong máy vẫn vuông vắn và cứng cáp, không hề bánh bèo chút nào. Tiếp theo là màn hình. Ở phía trước chúng ta có một cái màn hình kích thước 5.5 inch được vân giải Full HD và sử dụng tấm nền IPS cho chất lượng hiển thị tốt và viền màn hình mỏng hơn so với những cái thiết bị thế hệ trước. Điểm cộng ở đây đó là GR5 2017 đã cho phép người dùng tùy chỉnh chế độ xem nhỏ, vừa hay là to để phù hợp với mắt nhìn. Và dĩ nhiên khi mà các bạn chuyển sang chế độ nhỏ thì nó sẽ hiển thị nhiều nội dung hơn. Ở phía trên là cảm biến, loa thoại và camera selfie. Bên dưới là logo Huawei. Rất tiếc là hãng vẫn để 3 phím điều hướng ở bên trong màn hình gây choáng chỗ. Ở cạnh phải là phím nguồn và phím tăng giảm âm lượng. Bên trái là case sim kép. Bên trên là jack tai nghe 3.5 và mic phụ. Còn bên dưới là vị trí của loa, cổng micro USB và một cái mic thoại giả loa được đặt đối xứng như thế này trông rất là đẹp mắt. Ở mặt lưng thì nổi bật với cụm camera kép đặt theo chiều dọc, xung quanh được bảo vệ bởi một cái viền kim loại được làm nhô lên và có các họa tiết vòng tròn đồng tâm trông rất là đẹp mắt. Thẳng hàng ở bên dưới đó chính là cảm biến vân tay một chạm nhanh cực kỳ luôn, mình đã thử rồi. Kế bên là đèn flash LED. Về thông số cấu hình thì Huawei GR5 2017 sử dụng chip 8 nhân Kirin 655, 3GB RAM đi kèm 32GB bộ nhớ trong và có thẻ nhớ mở rộng, cài sẵn Android 6.0. Với cấu hình này thì máy đủ sức đáp ứng các nhu cầu giải trí thông thường hoặc cài các game có đồ họa nặng một cách mượt mà, nên các bạn có thể yên tâm nhé. Về camera thì GR5 2017 sở hữu hệ thống camera kép với camera phụ là 2MP và camera chính là 12MP. Camera phụ để đo độ sâu trường ảnh dùng khi chụp thay đổi khẩu độ bằng thuật toán. Và sau khi chụp hình xong thì người dùng có thể tăng giảm khẩu độ hoặc lấy nét lại ở một điểm khác ở trên hình, sẽ giúp các bạn có những cái bức hình xóa phông mù mịt ảo diệu luôn. Camera chính của GR5 2017 được tích hợp rất là nhiều những cái chế độ chụp hình và ấn tượng nhất là khả năng chụp hình chỉnh tay cho phép phơi sáng tối đa lên 8 giây và camera selfie 8MP thì cũng được hỗ trợ những cái tính năng làm đẹp khác. Và mặc dù máy được làm khá gọn và mỏng nhưng mà Huawei vẫn trang bị cho GR5 2017 một viên pin có dung lượng là 3340mAh. Với mức giá khoảng 6 triệu đồng, Huawei GR5 2017 sở hữu một cái thiết kế đẹp nè, cấu hình mạnh và nhất là camera kép hiếm thấy trên các sản phẩm cùng tầm giá. Huawei GR5 2017 thật sự là đối thủ mà các hãng cần phải dè chừng ở phân khúc tầm trung. Đặc biệt trong mùa mua sắm cuối năm, người ta thường cần mua một chiếc smartphone chụp hình đẹp để vi vu cùng bạn bè trong dịp lễ Tết này. Còn các bạn nghĩ như thế nào về sản phẩm của Huawei GR5 2017? Hãy comment bên dưới để chia sẻ ý kiến với mình nhé. Và nếu video hữu ích, các bạn đừng quên like cũng như subscribe kênh YouTube FPT Shop Channel để nhanh chóng cập nhật những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.